Xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ bắt đầu làm cái món thịt nướng các bạn nhá. Thịt nướng của mình đây là nướng theo kiểu trên quê mình. Gia vị thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ mình vừa nhóm lửa dưới này, đợi cho nó có than. Trong cái quá trình đợi thì mình sẽ đi lên trên này và chuẩn bị sơ chế một số các loại ướp gia vị vào thịt đấy các bạn. Mình đang để thịt ở trên này và mình sẽ đi ướp thịt đây các bạn, mời các bạn cùng xem clip của mình nhé các bạn nhé. Đó, ở đây Thành Lương vừa lúc nãy thái mấy cái miếng thịt này ra đó các bạn ạ. Nhưng mà còn đây là thịt lợn các bạn nhé. Còn có hai miếng to to ở đây thì Thành Lương cho có thái. Thành Lương thái mấy cái này ra để làm màu cho các bạn xem này. Đó, thì gia vị của Thành Lương có chuẩn bị gồm có cái này là bột canh các bạn ạ. Còn cái này là mì chính. Thành Lương thì ăn hơi ngọt một chút cho nên là chuẩn bị thêm một chút mì chính. Ở đây thì có hạt tiêu, tỏi, ớt với lại quất các bạn nhé. Bây giờ Thành Lương sẽ chế biến tất cả các chỗ này và sau đó sẽ chuẩn bị mang đi nướng. Thì ở ngoài kia Thành Lương đang đợi cái lửa cho nó cháy có than. Đồng hành với mình hôm nay thì có cả bạn Ki. Bạn Ki của mình các bạn này. Ok, và bây giờ Thành Lương sẽ chế biến cái này nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ Thành Lương sẽ thái tiếp cái thịt nhé các bạn nhé. Cái này hôm nay Thành Lương thái rồi. Sau đó Thành Lương thái thịt tiếp và thái ớt. Thành Lương không có mang theo cái thớt đấy các bạn. Thành Lương thái luôn trên này luôn. Ôi thấy quất rồi. Quất này là để trong bữa ăn thì mình mới vắt thôi các bạn ạ. Để cho nó có cái vị thơm thơm một chút. Cái này Thành Lương thái to một chút các bạn nhé. Lúc nãy là mình nhóm cái lửa ở đây nó cháy to quá các bạn ạ. Than thì cái củi này là củi tre ấy.
cho nên là than nó cũng không được nhiều. Mình sẽ nướng trên lửa như này luôn, không thì trong nữa cái lửa nó tắt đây thì cũng sẽ không còn nhiều than nữa các bạn ạ. Đấy, thằng Lương sẽ nướng như này luôn. Đấy, thằng Lương nướng ở trên cái lửa như này các bạn ạ. Thằng Lương cầm theo cái vỉ này nó rất là tiện. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian xem cho các bạn. Thứ hai nữa là không cần phải gọt những cái tre như này. Thì vì gọt những cái tre này rất là lâu và cũng rất là khó luôn. Mình nướng này các bạn này. Xong rồi các bạn này, lúc nãy là thằng Lương đã hái hết, đã cắt hết mấy cái ớt rồi ấy. Cho nên là bây giờ nước chấm thì thiếu ớt mất rồi. Nhưng mà không sao các bạn ạ, thằng Lương sẽ cho quất với lại bột canh cũng được. Mà lúc nãy là cũng ướp thịt với lại ớt với lại bột canh rồi. Nhưng mà thằng Lương vẫn thích chấm cho nó đậm đặc một chút. Bây giờ thằng Lương sẽ bắt quất ở đây nhé các bạn nhé. Cho 3 quả quất luôn. Những cái này chị nướng chín vàng rất là đều nhé các bạn nhé. Tại vì cái lửa, cái than đấy, cái than tre đấy nó cháy rất là đều. Cho nên là nướng được nó vàng rất đều luôn. Cái miếng này còn có cả cái ớt nữa này các bạn này. Cái ớt lúc nãy nướng ấy, nên là nó dính vào đây luôn. Giờ thì chấm này các bạn này. Xin mời các bạn nhé.